Kính thưa quý vị, hiển thị trên màn hình là đoạn mô phỏng về sức tác động đối với bờ sông, bờ bao kênh rạch khi bị gia tải quá mức. Có thể thấy, đối với những kênh rạch tự nhiên chưa được gia cố, bảo vệ chắc chắn phần chân bờ, thì khi tập kết cát đá quá tải, cộng theo sự thay đổi của dòng chảy, về lâu dài sẽ gây ra sạt lở bờ bao. Hàng năm, thành phố Hồ Chí Minh chi rất nhiều ngân sách để phục vụ công tác phòng chống sạt lở bờ sông, kênh rạch. Thế nhưng, ở một số địa phương lại để xảy ra tình trạng hành lang bảo vệ trên bờ bị chiếm dụng, làm nơi tập kết vật liệu xây dựng, khiến cho nguy cơ sạt lở có thể gây ra bất cứ lúc nào. Theo ghi nhận, nhiều đoạn bờ bao kênh sáng đã bị sạt lở và sụt lún nghiêm trọng. Ngành chức năng cũng đã phải đặt bảng cảnh báo. Thế nhưng, ngay sát bên là hàng loạt các bến bãi tập kết cát sỏi với khối lượng lên đến hàng chục ngàn mét khối, khiến cho bờ bao kênh sáng càng bị đe dọa. Còn đây là hình ảnh các xe ra vào lấy cát, chất cao quá thành thùng. Không che đậy, hoặc nếu có thì cũng chỉ gọi là che tạm, khiến cho xe đi tới đâu thì đường ở đó như bị rung lắc và cát sỏi thì vương vãi khắp phía sau. Một khu vực vốn dĩ yên bình, kể từ khi các doanh nghiệp thi nhau về đây tập kết cát sỏi, khiến nơi này trở nên bụi bặm, ô nhiễm. Có rất nhiều quy định được ban hành, nhưng việc có chấp hành hay không thì đó vẫn còn tùy thuộc vào ý thức của doanh nghiệp. Nếu sai phạm mà không được xử lý mạnh tay thì rất dễ dẫn đến chồng chất thêm sai phạm. Theo lãnh đạo xã Tân Hiệp, Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn đã có chỉ đạo thu hồi mặt bằng đối với bến bãi Thành Nhã. Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên thì bến bãi này vẫn ngang nhiên lấn chiếm bờ bao để tập kết với khối lượng lớn. Riêng các bến bãi còn lại, địa phương đang tiến hành kiểm tra xử lý vi phạm trong lĩnh vực bến thủy nội địa, kinh doanh bốc rỡ vật liệu xây dựng không phép, trái phép. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin trong kỳ phóng sự tiếp theo.